Xin chào mọi người, và nhất là các em trai lận đận tình duyên và các em gái mà phải nói là có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Các em gái xinh đẹp tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là video clip mình sẽ làm về cái vận hạn 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi mà mình có thể nói rằng là có thể nói là xấu nhất trong cái năm 2019, năm Kỷ Hợi, với nhiều cái xung khắc về tử vi. Và sự thật thì 6 tháng đầu năm đã cho các em thấy được những cái sự khó khăn trong cả công việc, tình cảm, tất cả mọi thứ. Nếu như mà những người mà sinh vào những cái mùa không thuận sinh thì thậm chí là rất là xấu, với trực thái tuế này ha, là người ta gọi là năm tuổi thiên can bị tương khắc, nam thì sao la hầu, nữ thì sao kế đô, vận niên thì cả hai đều là cẩu cuồng phong. Thiên can thì chữ kỷ khắc chữ quý, chữ kỷ của năm á, Kỷ Hợi khắc chữ quý, cho nên là gặp rất là nhiều cái rắc rối và khó khăn, cảm thấy luôn ở trong cái tình trạng khó chịu. Và thật sự mà nói thì nam thì 6 tháng đầu gặp nhiều khó khăn hơn nữ. Tuy nhiên nữ 6 tháng sau thì sẽ có nhiều cái điều mà rối ren. Anh đã làm cái video clip về tuổi Kỷ Hợi, năm Kỷ Hợi 2019 cho nam Quý Hợi và nữ Quý Hợi, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm. Thì thí dụ như là nếu như các em không có thấy cái sự tin tưởng thì các em có thể xem lại cái đó. Vì dù gì nữa bây giờ mới là tháng 4, mới có 20 mấy tháng 4 thôi, thì nó cũng còn cái nhiều điều mà rắc rối ở trong tháng 5 và tháng 6. Cho nên là nếu là các em thì anh sẽ xem lại cái phần về phần 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi nam Quý Hợi hay nữ Quý Hợi. Cái video này thì anh làm luôn cho cả nam lẫn nữ, tại vì cái phần vận hạn á thì nó sẽ giống nhau. Thí dụ như là bây giờ vận hạn của các em tháng đó 5 điểm ha, cộng với thí dụ như nam mạng đi, nam mạng thì các em có cái phúc tinh tài tinh khác ở trong tử vi của mình của năm Kỷ Hợi 2019 so với nữ, thì thí dụ như phúc tinh tài tinh của mình nó tốt hơn. Nữ thì mình cộng với cái điểm trung bình là của tháng mà ra là mình tốt hay xấu ha. Tuy nhiên là cả nam lẫn nữ của cái tuổi này thì anh nói rằng là năm nay đều có cái tử vi không được tốt đẹp, đặc biệt là nam với cái thái tuế nhập hạn, người ta nó không nạn cũng tai, rất là yếu về mệnh. Năm nay với anh đã nói ở phần 6 tháng đầu năm đó là các em năm nay giữ được cái mạng là thành công rồi, cho nên là có mất cái gì đi nữa thì cũng đừng có quá lo lắng, đừng có quá phải suy nghĩ. Thì trở lại với cái video, phần chính của video thì anh sẽ nói đến, anh đã nói từ tháng 1 tới tháng 6 ở trong cái video Quý Hợi 6 tháng đầu năm rồi, thì bây giờ anh sẽ tiếp đến đó là tháng 7, tháng 7 của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Nhâm Thân. Mà tháng Nhâm Thân thì nó là kim, như vậy là về mạng là kim sinh thủy, cho nên là tháng 7 của các em Quý Hợi, cả nam lẫn nữ, thì không phải lo lắng về cái bổn mạng của mình có nguy nan, vì được mạng là tương sinh, kim sinh thủy, bổn mạng tốt, sức khỏe tốt. Mà khi mà kim sinh thủy, tức là bổn mạng mà được tương sinh, thì các cái phúc tinh tài tinh ở trong mệnh của các em cũng vì thế mà được hưởng lại, phát sáng, làm cho cái công việc nó đỡ đần hơn. Thiên can chữ quý với chữ nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì cái trụ thiên can của tháng là phần nhiều nói về công việc, cho nên là có thể nói là tháng 7 công việc cũng không có việc gì phải lo lắng ha. Địa chi Hợi gặp Thân, dần Thân tỵ Hợi ha. Hợi dần Thân tỵ Hợi, Hợi với Thân nó nằm ở trong tứ hành xung. Người ta gọi đây là cặp địa chi bị tương hại,
mà tương hại là được hiểu là như vậy, là sự cản trở nhau ha, ở trong cuộc sống. Như vậy thì cái trụ địa chi thì thường là nó liên quan đến cái mối quan hệ đồng nghiệp làm việc hoặc là đối tác làm ăn, với lại gia đạo. Gia đạo không phải là chồng con, không là mình có thể là bà con, cha mẹ, thì gia đạo rất là khó yên. Các mối quan hệ làm ăn cẩn thận coi chừng bị người ta đâm sau lưng ha. Rồi tiếp đến là tháng 8, tháng Quý Dậu, tiếp tục là một tháng kim. Như vậy mạng cũng tiếp tục được tương sinh với kim sinh thủy. Như vậy bổn mạng của tháng 7, tháng 8 không là vấn đề đối với tuổi của Quý Hợi, dù là nam hay nữ mạng ha. Cho nên là bước qua cái 6 tháng đầu năm là bổn mạng của Quý Hợi tương đối vững lại hơn chút ha. Chứ đầu năm tới giờ anh thấy nè ha, Quý Hợi tai nạn nhiều ha, chết cũng có, tự tử cũng có luôn. Anh là từ đầu năm giờ 4 5 năm cái đám là tuổi Quý Hợi rồi ha. Rồi thiên can á, là cái chữ quý của mình của Quý Hợi với lại chữ quý của Quý Dậu là đồng hàng, cho nên là nó thuộc thủy luôn thì rất tốt, có thể nói là công việc có sinh tài lộc. Tốt tốt cho công việc. Địa chi Hợi gặp Dậu là tự chủ bình hòa. Như vậy với tháng 7 tốt đẹp hơn một chút, tháng 8 lại tốt hơn một chút nữa, không kiêng kỵ gì hết. Còn thiên can về đồng hàng nữa thì tốt đẹp cho công việc hơn ha. Được mạng thì tương sinh không nói rồi. Quá ok. Tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch đó là tháng Giáp Tuất. Như vậy mệnh là Giáp Tuất thì thuộc hỏa. Như vậy mệnh là thủy khắc hỏa. Như vậy là bổn mạng của các em khắc tháng. Người ta nói là vào cái năm mà bị trực thái tuế, bổn mạng tương khắc tháng, tháng tương khắc bổn mạng thì đều là khó khăn. Cho nên là nhớ cẩn thận ha, tháng này bổn mạng cũng không được yên ổn đâu ha, coi chừng khó khăn gì đó về bổn mạng. Về thiên can á thì chữ quý chữ giáp á, thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng có thể nói là không có vấn đề, có thể êm ả trôi qua. Xấu thì đầu năm đó, 6 tháng đầu năm này nó đã xấu tùm lum rồi, bây giờ thì nó cũng phải bớt bớt chứ, mà nó xấu nguyên một năm ai mà sống cho nổi, đúng không? Các em cũng thấy vậy không? Rồi địa chi Hợi Tuất cũng vậy, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau. Như vậy tháng 9 thì bổn mạng là cái vấn đề mà các em cần phải chú ý nhiều nhất ha. Tiếp đến là tháng 10, tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi, tháng tuổi của các em rồi. Như vậy thì tháng Ất Hợi thì lại là tháng hỏa. Như vậy tiếp tục mạng của các em sẽ bị tương khắc tháng hỏa, thủy khắc hỏa, cho nên là nhớ cẩn thận ha. Như vậy là tháng 9, tháng 10 là bổn mạng không được yên, cho nên là nhớ phải cẩn thận nhiều hơn. Thiên can quý ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì thiên can cái phần công việc cũng êm ả, không có việc gì, thậm chí là có sinh tài lộc. Tại vì sao? Thì quý là thuộc thủy, ất giáp ất thuộc mộc, cho nên là thuộc dòng tương sinh thủy sinh mộc, cho nên là có sự hứa hẹn, có sự tốt đẹp trong công việc, sinh tài lộc. Tuy nhiên địa chi Hợi gặp Hợi là người ta nói là nha, mình tuổi Hợi gặp năm Hợi rồi, bây giờ vô tháng Hợi nữa, thì ba cái Hợi này nó sẽ tạo ra cho mình sẽ có khá nhiều khó khăn, đặc biệt là thái tuế sẽ hoành hành rất là dữ dội, đặc biệt với nam là thái tuế nhập hạn ha. Người ta nói không nạn cũng tai, mà đây là trực thái tuế ở trong tháng này luôn. Cho nên là các em thì không những anh chú ý đến cái việc gia đạo và các mối quan hệ, mà còn chú ý đến cả cái việc tai nạn tai ương ở trong cái tháng 10 âm lịch. Như đã hồi đầu năm đã nói thì anh đã nói là người Quý Hợi dù nam hay nữ thì sẽ khó khăn nhất vào tháng 4 và tháng 10. Đây là tháng 10, tại sao là tháng tuổi, tháng 4 là tháng kỷ tỵ, là kỷ nó khắc quý ha. Hai chữ kỷ của tháng 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 4 âm lịch này đó là do là hai chữ kỷ của thiên can vừa năm vừa tháng khắc chữ quý của mình. Thì tháng 10 nè,
hai cái tháng năm đồ là hợi sẽ khắc cái sẽ làm khó khăn cho cái tuổi hợi của mình ha. Thì tháng tháng tư này thì là công việc, tháng năm thì gia đạo, quên, tháng 10 là gia đạo và một chút của mạng ha, và tháng tuổi thì nên cẩn thận. Tiếp đến đó là tháng 11, tháng Bính Tý. À, qua đây thì thấy khỏe rồi, tại vì tháng Bính Tý là gốc thủy, như vậy về phần mạng là thủy đồng hành, không có ảnh hưởng gì bổn mạng hết. Qua tới tháng 11 là thấy êm đẹp trở lại rồi. À, thiên can là quý bính, không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, như vậy công việc tiếp tục không có việc gì quá lớn lao. Tuy rằng nói như vậy thôi, nhưng mà chữ kỷ của năm nó vẫn khắc chữ quý của mình, thì nó có khó khăn như nữa thì nó cũng nhẹ nhàng để mình đi qua, chứ không phải là cực kỳ khó khăn giống như cái tháng tháng tư này. Tháng tư này đây gần còn có mấy ngày nữa là hết tháng mà. Các em nếu là tuổi quý hợi thì các em sẽ biết rằng nó có nhiều điều mà thực sự ra mình nói từ đầu năm tới giờ nó không đâu vào đâu á. Nhưng thôi, các em còn ngồi xem được cái video này là các em hạnh phúc rồi. Thì nhiều người không được ngồi xem video này đâu, đang ngồi ngồi đâu đó trên bàn thờ ha. Như vậy là mình phải cẩn thận rồi. Địa chi á, hợi gặp Tý thì bình hòa, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc nhau, cho nên gia đạo cũng không là vấn đề. À, tháng 11 là thấy em rồi. Tiếp tục là tháng 12, tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Đinh Sửu. À, tháng Đinh Sửu tiếp tục là tháng Thủy, như vậy mệnh là Thủy đồng hành với lại bổn mạng của các em, như vậy là ổn, không có việc gì ha. Thiên can Quý Đinh, như vậy là quý nó sẽ thiên khắc đinh. Như vậy là thiên can khắc tháng, chắc chắn là sẽ gặp khó khăn ở trong công việc. Cả một năm mà mình làm mình gặp khó khăn, từ tới cuối năm thì làm sao mà thoát được, đúng không? Rất may là cái thường cái tháng chạp của chúng ta thì chúng ta chỉ làm việc có 15 ngày thôi, còn 15 ngày cuối là mình gom nợ nần hoặc là mình trả nợ. Thì các em, anh nghĩ rằng với cái năm đầy khó khăn như vậy, tháng 12 sẽ khó khăn hơn ở trong trong công việc. Thì từ tại sao tự nhiên nguyên năm khó khăn rồi tới cuối năm mẹ nợ nó dí thì chắc chắn là sẽ đau đầu ha, phiền toái rồi. Địa chi là hợi với sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc, cho nên là gia đạo cũng không có vấn đề. Tuy rằng năm nay các em xui, nhưng mà với cái chữ quý, người ta gọi là quý nhân quý tướng, thì các em thì cũng có được cái sự giúp đỡ của những cái quý nhân, cho nên là những cái mối quan hệ từ của các em dù nam hay nữ thì sẽ các em sẽ có lợi như vậy. Em ha. Như vậy thì với cái vận hạn 6 tháng cuối năm nó tương đối tốt đẹp hơn vận hạn 6 tháng đầu năm. Kỷ Hợi 2019 đối với cả nam lẫn nữ mạng quý hợi, sinh năm 1983. Đây là một cái tín hiệu tích cực hơn. Chung chung là mình, thí dụ giống như các em đi qua đường hầm đi, thì các em đang ở cái giai đoạn là các em đã thấy được cái ánh sáng ở cuối đường hầm rồi, nó dọi vào ở bên trong này rồi, mình gần đi qua được rồi, thì cho nên là cũng có nhiều cái tín hiệu tích cực. Anh cũng nói luôn rồi nha, có cũng có nhiều người hỏi anh đó là sao đúng với bạn em, đúng với những người khác, mà tại sao không đúng với em? Tất cả là còn phụ thuộc vào phúc đức. Anh luôn nói một câu đơn giản như vậy: đức năng thắng số. Khi mình có đức, mình sống đàng hoàng, thì cái việc xấu nó sẽ đến. Chứ anh nói nó không không thể nào là không đến. Thì như anh đã nói là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ là do cái phúc khi mình sống mình tạo được, hoặc là mình nhờ hưởng của cha mẹ ông bà ha. Hy vọng rằng là vốn dĩ là những người mệnh thủy mềm dẻo ha, dễ khóc, rồi là có như là dễ mũi lòng thương người, thì có được cái phúc đức mà các em vượt qua cái năm mà có thể nói là mấu chốt của cái sự xấu. Nó là một cái năm rất là xấu đối với cái vận hạn cả đời của người quý hợi sinh năm 1983. Anh nói rằng một điều ha, mất cái gì cũng được. Có nhiều cái người
Quý Hợi năm nay gọi cho anh, chồng em dày rồi em làm ăn không được, em mới mất mấy tỷ này kia. Anh nói một điều như này, mất cũng được, thậm chí là mang tai tiếng phải bỏ những chỗ khác nữa, nhưng nhớ giữ lại cái mạng. Tại vì mất cái gì rồi mình cũng có thể làm ra. Có thể là bây giờ mình mất cái nhà ba tấm, mình không làm ra được cái nhà ba tấm, nhưng mà nếu mình còn mạng, mình hy vọng mình sẽ làm ra một căn nhà nhỏ hơn, nhưng mà nó là căn nhà của mình. Chứ còn đã mất mạng rồi thì coi như xong ha. Rồi, rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem cái tử vi của cái kênh Anh Ba Tử Vi của mình. Nếu như mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Quý Hợi biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về các cái tuổi khác, có thể là liên quan đến gia đình, bạn bè hoặc là chính các bạn. Rất vui và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.